Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, cách mạng, xung kích, sáng tạo của các thế hệ thanh niên Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển thủ đô. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng, tuổi trẻ quân đội nói chung luôn là nơi khởi nguồn và tổ chức thành công nhiều phong trào tiêu biểu và những việc làm thiết thực, ý nghĩa, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước. Buổi huấn luyện của những chiến sĩ trinh sát trung đoàn 692. Đây là đơn vị huấn luyện bộ đội tham gia bảo vệ các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô. Thượng úy Lâm Xuân Đạt có hơn 3 năm trực tiếp rèn luyện cho các chiến sĩ của đại đội trinh sát này. Với anh, ngoài rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, những chiến sĩ ở đây phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để cơ động thực hiện nhiệm vụ. Từng buổi huấn luyện chúng tôi đều xác định là từng giờ học là bộ đội đạt được những chỉ tiêu nhất định, đặc biệt là nội dung huấn luyện kỹ thuật đánh bắt địch là một nội dung thiết thực. Sự phát triển của thành phố Hà Nội có sự đóng góp thầm lặng của những người lính công binh. Đại úy Nguyễn Ngọc Thời là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng vũ trang thủ đô. Đối với nhiệm vụ chuyên ngành công binh của chúng tôi thì đấy là một nhiệm vụ rất là thầm lặng mà ít người biết đến. Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi là góp một phần nhỏ công sức vào để giải phóng được các mặt bằng đất canh tác để phục vụ cho nhân dân ổn định và phát triển đất nước và thủ đô. Phát huy truyền thống thủ đô văn hiến, truyền thống quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn xác định chủ trương xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ thủ đô với những phẩm chất tiêu biểu trong thời kỳ mới. Là người chiến sĩ thủ đô, tôi luôn tích cực học tập, huấn luyện để tham gia các đợt trực lớn của thủ đô, cũng như xây dựng hình ảnh nét đẹp của người chiến sĩ thủ đô. Trên thao trường huấn luyện hay ở bất kỳ cương vị nào, thì với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, các thế hệ trẻ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ, xây dựng thủ đô ngày thêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại.